Tối qua, trên trang cá nhân của Bầu Thụy đã phát sóng livestream chương trình Văn nghệ tại gia cùng danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Hồ Văn Cường. Trước đó thì ông mong muốn sau khi tình hình dịch ổn định, ông sẽ tổ chức một buổi giao lưu với Hồ Văn Cường và nhạc sĩ Ngọc Sơn. Giọng ca lòng mẹ cho biết Bầu Thụy dù là doanh nhân thành đạt nhưng sống rất tình cảm. Trong livestream, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khoe chất giọng ngọt ngào, song ca cùng anh ba loạt ca khúc về đấng sinh thành như Lòng Mẹ 2, Tình Cha, Sa Mưa Dông. Có thể thấy hiện tại quán quân Việt Nam Idol Kids đã lấy lại tinh thần sau biến cố, thần sắc cũng rạng rỡ hơn. Cộng đồng mạng đã để lại bình luận bày tỏ niềm vui mừng trước sự kết hợp của nam ca sĩ 10X và giọng ca Tình Cha. Chúc mừng Hồ Văn Cường về với danh ca Ngọc Sơn, cảm ơn Bầu Thụy và Ngọc Sơn đã yêu thương Cường. Hát hay quá Cường ơi, cố lên nha con. Trước đó, danh ca Ngọc Sơn đã nhắn nhủ đến nam ca sĩ gốc Tiền Giang, đừng hối tiếc những gì đã qua, hãy nhìn ra con đường phía trước. Hồ Văn Cường con ơi, một tương lai tươi đẹp đang rộng mở chào đón con, với hàng triệu trái tim luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, trong đó có tình yêu của hai chú, Ngọc Sơn và Bầu Thụy. Từ sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, toàn bộ nhất cử nhất động của con nuôi Hồ Văn Cường đều được cư dân mạng quan tâm. Những hình ảnh của cậu và hai người anh trong nghề trong sóng livestream được mọi người rất thích thú và vui mừng.